bùn lắm. Quá, ngay cục đá luôn. Đúng liền, đúng liền. Anh Nhàn hay quá ta, Nhàn lặn cái bắt đường cá luôn giỏi. Ờ ngay đó sâu nha. Nè, mới dẫn nè. Con tàu. Mới dẫn đó. Má nó không chuối. Nó nằm nghiêng quá. Nó nằm nước à. Mày chụp luôn hả? À? Ừ. Nghĩ vậy ta. Để nó chuối qua ấy thôi. Mà mày gờ nó đâu có chạy. Thì gờ không chạy. Gờ 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 kiếm cái đầu đó cái bớt. Ừ. À, nó không có chạy đâu. Vậy đó. Tại nó sợ quá lớn mình nè. À, chạy. Thằng ơi kìa, lặn lên con nữa kìa. Nó tay không bắt cá luôn nha mọi người. Này quá đẳng cấp rồi. Quá giỏi. Đâu biết lại đâu. Kéo lên coi, kéo lên trên nhìn mới thấy tim được. Mày xuống nè vậy, mày kéo lên nè. Tự lên chứ kéo gì. Má gài cái luôn. Đập vô. Bỏ mập bao eo. Có quá rồi. Bỏ đầu tàu dở mày đi kia tập chú ra thấy giờ. Trời ơi, giờ nướng ăn là khủng luôn rồi đó, nhiều lắm rồi á. Nhiều lắm rồi. Không đâu. Dạ. Thích lần kia nhìn đi, để cho mấy ổng đâu. Bèo, chắc bằng tí, bèo tổng bèo. Có 45 tí hả? Này có 42 tí hả? Bèo đi bao nhiêu ký? 45. Không có bèo, không có bèo. Có 42 ký nè, 42 ký nè. Đốt cái nữa. Đốt 3 lần. Trời ơi, nó chấp mày 5 kg á. Dạ không? Dạ, dạ. Rồi này cân liền. Chắc còn 10 kg mình chơi. Không, 10 kg chắc được. 6 kg. Không luôn, 10 kg. 7 kg làm luôn. Không. Rồi thôi, tới đó được rồi. 50 kg nè, mày 50 kg. Không, chắc còn 10 kg mình chơi liền. Quá đẹp. Nhảy chai kia hết nhìn tôi. Thả chai này quá đẹp. Này ngon à, cái này ngon à. Rồi mấy nó cuốn cầu, kịp được cần cầu về luôn.